Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau đây. Vừa đi du lịch vừa làm sạch môi trường. Ít người ý thức rằng mở khóa iCloud là phạm pháp. Trong năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo tiêu chuẩn quy định. Mục đích của việc sắp xếp là nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế xã hội của thành phố, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Theo Cục Thống kê thành phố, toàn thành phố có 16 đơn vị cấp phường phải sáp nhập, riêng cấp quận huyện không có đơn vị thuộc diện phải sáp nhập trong giai đoạn 1. Đây là cái chủ trương chung của chính phủ. Thì giai đoạn 1, tức là 2019-2021, là chúng ta chỉ tiến hành sáp nhập ở những đơn vị mà không đạt cả hai tiêu chí về diện tích, về dân số dưới 50%. Còn giai đoạn 2 sẽ thực hiện theo cái nghị quyết 1211. Bố trí lại địa bàn cho nó phù hợp với lại cái quy mô của dân số, ứng dụng cái hệ thống công nghệ thông tin quản lý của chính quyền, tinh giảm được một cái lượng lớn những cái biên chế nhà nước, giảm cái chi ngân sách. Theo lộ trình, trong năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chí về diện tích và dân số tiêu chuẩn. Năm 2020 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Kính thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương có biển thì những hòn đảo hoang sơ của Phú Yên đang đứng trước mối lo ô nhiễm rác thải. Và gần đây, nhiều nhóm du khách đã góp phần chuyển tải thông điệp hãy hành động để biển đảo Việt Nam xanh hơn, sạch và đẹp hơn, ghi nhận tại đảo Hòn Dứa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Đảo Hòn Dứa là một trong những hòn đảo đẹp ở Phú Yên. Đây cũng là trạm dừng chân của đoàn du khách hơn 200 thành viên đến từ mọi miền Tổ quốc. Họ đến đây không phải để nghỉ dưỡng, mà họ đến để làm một việc có ý nghĩa, dọn rác đại dương trên đảo Hòn Dứa. Nước Việt Nam mình thì có lợi thế về đường bờ biển nên là mình phải biết tận dụng và trân quý cái lợi thế này. Mình phải cố gắng mình giữ gìn đường bờ biển của mình. Anh đây nó cũng đẹp nhưng mà rác nó vẫn nhiều quá, cho nên nó ảnh hưởng tới môi trường tài nguyên. Còn muốn nói là mọi người nên đừng có nên xả rác. Đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Nói chung hòn đảo này thì từ xưa đến giờ là bác mới ra tới đây. Từ nhỏ đến lớn là mình có một ý thức giữ gìn vệ sinh tất cả mọi thứ. Chính những hành động đẹp của những đoàn du khách tại Hòn Dứa đã lan tỏa thông điệp. Mỗi du khách hãy góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch đẹp, không rác bẩn, vì bản thân và vì cộng đồng. Đó là hành động du lịch có trách nhiệm. iCloud là dịch vụ lưu trữ trực tuyến của iPhone dùng để sao lưu, đồng bộ thông tin, giúp định vị khóa thiết bị khi bị mất cắp, xóa các dữ liệu trên thiết bị từ xa. Với hành vi mở khóa iCloud trái phép thì đối tượng có thể bị xử phạt hành chính lên đến 30 triệu đồng. Nhưng hiện nay việc này đang được thực hiện một cách tràn lan mà chưa có đủ sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng điện thoại ngang nhiên thực hiện hành vi mở khóa iCloud trái phép. Không khó để bắt gặp những bảng hiệu với dòng chữ mở iCloud iPhone, iPad, ngồi xem lấy liền trên một số tuyến đường như Lê Hồng Phong, đường 3 tháng 2. SSS iCloud em mở giá là 1 triệu, sau khoảng 1 với 3 ngày em có thể lấy máy về liền, có bệnh viện luôn, không có thể đăng nhập tài khoản mới. Các cái tổ chức cá nhân mà giúp cho các cá nhân mà mở iCloud là một hành vi xâm phạm bí mật đời tư lắm, thì những hành vi này là vi phạm pháp luật, thì nặng là có thể bị thu hồi giấy phép ít nhất một năm, xử phạt hành chính là từ 20 đến 30 triệu đồng. Người dân khi phát hiện các tổ chức hoặc cá nhân đang mở iCloud trái phép có thể lập tức làm đơn tố giác tội phạm, gửi ngay đến cơ quan công an kèm theo các chứng cứ để được hỗ trợ giải quyết theo pháp luật trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày. Gần đây, nhiều người dân Phú Thọ dùng máy kích điện bắt dung đất số lượng lớn bán lại cho những thương lái. Hành động này đang làm mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Song các cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý triệt để. Một người dân dùng máy kích có thể bắt được từ 40 đến 50 kg giun mỗi ngày. Sau đó họ thuê người mổ giun với giá 5.000 đồng một kg. Bình quân một ngày có thể mổ được 100 kg giun đất. Là một cái biện pháp gọi là đánh bắt mang tính chất hủy diệt. Nó tận dụng hết cái nguồn giun ở trong đất. Thì kích điện như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái, sinh vật của đất và sẽ gây cho đất chai cứng và nghèo kiệt.
cây trồng sẽ phát triển rất là kém. Lực lượng công an các huyện phối hợp với công an xã thường xuyên tuần tra, phát hiện một số hộ dân đang bắt thu mua ruộng đất. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản và nhắc nhở. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đề nghị bà con nhân dân tố giác những đối tượng cố tình đánh bắt ruộng đất trên địa bàn. Vườn cà chua giống ghép Rita rộng 3 hectare với hơn 90.000 cây ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đang sai trĩu quả, bỗng chết đứng, không thể cứu chữa. Tình trạng này đã khiến cho người nông dân bị mất trắng hơn nửa tỷ đồng. Hai nông dân Nguyễn Minh Hòa và Thân Thái Bình cùng ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 10 ngày trước, sau khi tưới vườn bằng hệ thống tưới phun tự động, thì hôm sau phát hiện cả vườn cà chua bị bệnh bất ngờ, triệu chứng giống như bị phun thuốc diệt cỏ. Thì tôi có thuê đất là diện tích là 3 mẫu trồng 90.000 cây cà, giờ nó là làm trồng 3-4 lớp khác nhau nhưng mà nhỏ cũng bị, lớn cũng bị, hầu như là bị hết vườn luôn. Nhưng ban đầu thì này làm lâu thì biết là nhìn là hiện tượng là bị giống như thuốc cỏ. Năm 2016, hai nông dân này thuê khu vườn của một người dân ở xã Định An, huyện Đức Trọng với giá 540 triệu đồng cho 3 năm để sản xuất nông nghiệp. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2019 mới hết hạn hợp đồng. Hiện công an huyện Đơn Dương đang khẩn trương điều tra xử lý vụ việc. Sau bữa trưa ngày 14 tháng 6, gần 100 công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yida thuộc cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có biểu hiện đau bụng, chóng mặt, phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được cho là bị ngộ độc thực phẩm. Hiện tại sức khỏe của các công nhân đã cơ bản ổn định. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết đã lấy mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân. Thông tin một số người chia sẻ trên mạng xã hội rằng nhờ sử dụng muối hồng Himalaya mà cứu được đàn heo khỏi dịch tả heo châu Phi gây hoang mang cho nhiều người chăn nuôi. Khoa Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết là hiện chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định muối hồng Himalaya có thể chữa được bệnh cho người và gia súc. Trong khi dịch tả heo châu Phi đang lây lan rộng khiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các nhà khoa học phải đau đầu vì chưa tìm được vaccine để khống chế, chữa trị, thì thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện quảng cáo về một loại muối hồng có thể chữa được dịch bệnh này khiến nông dân thấp thỏm. Thông qua Facebook, một số người đã chia sẻ thông tin nhờ sử dụng muối hồng Himalaya mà cứu được đàn heo khỏi dịch tả heo châu Phi bằng cách cho heo ăn cháo trộn muối hồng Himalaya làm tăng sức đề kháng, thậm chí miễn nhiễm để thổi phồng về thần dược chữa dịch tả heo châu Phi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch thuộc Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thì hiện nay chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định muối hồng Himalaya có thể chữa được bệnh cho người và gia súc, mà đây chỉ là quảng cáo thổi phồng của các đơn vị kinh doanh nhằm bán được nhiều sản phẩm. Ở phần an ninh trật tự, tử vong vì uống nhầm thuốc diệt cỏ. Và xe phân khối lớn tông xe máy đang sang đường làm hai người nguy kịch. Những ngày qua, vụ việc một cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương điều khiển xe công vụ gây tai nạn giao thông làm chết người khiến dư luận khá quan tâm. Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ. Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn là Phan Hoài Ân, 30 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, là thiếu úy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông ra quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ gây ra vụ tai nạn nói trên. Tưởng chai thuốc diệt cỏ là nước ngọt, một người đàn ông ở Bình Phước đã uống và tử vong sau đó. Hiện thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Theo gia đình nạn nhân, sau khi tự rẫy ở xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, trở về nhà ở xã Tân Phước, ông Võ Văn Tịnh thấy một chai màu vàng để ở góc nhà. Đang khát nước, ông liền cầm lên uống, nhưng không ngờ trong chai nhựa chứa thuốc cháy dùng để diệt cỏ mà gia đình sử dụng chưa hết. Biết uống nhầm thuốc, ông Tịnh hô hoán người nhà đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ trưa ngày 14 tháng 6, thấy nạn nhân không thể qua khỏi nên được bệnh viện đưa về nhà và ông đã tử vong ngay sau đó. Được biết, gia đình ông Tịnh có hoàn cảnh rất khó khăn, kinh tế chỉ dựa vào ông Tịnh và một người con lớn. Liên quan đến vụ việc một người đàn ông nhảy cầu Rạch Miễu tự tử vào trưa qua 14 tháng 6, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều động lực lượng cứu hộ để truy tìm nạn nhân và tiến hành xác minh điều tra nguyên nhân.
Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông không rõ danh tính, mặc quần jeans và áo màu trắng đi lên cầu Rạch Miễu, hướng từ thành phố Mỹ Tho về tỉnh Bến Tre. Nạn nhân bất ngờ bước qua lan can cầu, mặc cho một người phụ nữ ra sức thuyết phục, khuyên ngăn. Sau đó, người đàn ông leo ra ngoài song sắt lan can cầu và nhảy xuống sông Tiền. Công an thành phố Mỹ Tho kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành điều tiết giao thông và xác định danh tính nạn nhân. Một xe mô tô phân khối lớn đã tông vào xe máy của cụ ông đang qua đường khiến cho hai người nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ tối qua tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe mô tô phân khối lớn biển kiểm soát 59A3-19991 do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ chợ Lái Thiêu ra cầu Phú Long. Khi xe lưu thông qua khỏi chợ Lái Thiêu khoảng 100m thì xảy ra va chạm với xe máy do một cụ ông điều khiển đang băng qua đường. Cú tông mạnh khiến xe mô tô văng về phía trước, lao lên vỉa hè. Cả hai nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng phải nhập viện. Nam thanh niên sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Cảnh sát giao thông thị xã Thuận An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước vừa lập biên bản xử lý và tạm giữ toàn bộ số hàng lậu với số lượng gần 1.200 sản phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý Thị trường Bình Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh ao cá do ông Nguyễn Như Hưng, 27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở trên đang bày bán nhiều sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm. Tất cả đều có xuất xứ nước ngoài, nhưng chủ cơ sở không chứng minh được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc của hàng hóa đang bày bán. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã lập biên bản tạm giữ giấy tờ và toàn bộ số hàng trên để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Tại Tây Nguyên, hầu như nông hộ nào cũng có ít nhất một chiếc xe công nông hay xe máy kéo. Hầu hết các loại xe này đều được tự ý độ lại và không đảm bảo an toàn lưu thông. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành tổng kiểm tra rà soát lượng phương tiện thuộc diện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, kiên quyết xử lý xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế và xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Theo quy định, phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải có đăng ký, giấy chứng nhận, người điều khiển xe phải có giấy phép hoặc chứng chỉ chuyên môn, còn đối với phương tiện này thì không có. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, những chiếc xe không còi, không đèn, không đăng ký, không kiểm định và không bằng lái sẽ không được phép tham gia giao thông ở tất cả các cung đường. Tình hình tai nạn giao thông xảy ra hiện giờ là rất là nhiều, mấy cái xe tự chế này rất là nguy hiểm, tôi thấy nên cấm. Triển khai đồng bộ, tuyên truyền, vận động các cá nhân tổ chức sử dụng các phương tiện là xe công nông, xe ba bánh tự chế. Từ ngày 1 tháng 7 thì đồng loạt là triển khai ra quân xử lý triệt để. Để hạn chế tai nạn giao thông từ các phương tiện này, công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cần được triển khai mạnh mẽ hơn. Đập thủy lợi Phước Hòa nằm ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và huyện Chơn Thành của tỉnh Bình Phước do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Hồ Dầu Tiếng Phước Hòa quản lý. Mặc dù đã có biển cấm xe từ 10 tấn trở lên, nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô chở đất có tải trọng lớn chạy qua đập tràn, có nguy cơ gây mất an toàn cho thân đập. Đập thủy lợi Phước Hòa có nhiệm vụ cải thiện môi trường và chất lượng nguồn nước vùng hạ du của hai sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông, đồng thời cấp nước thô cho dân sinh và công nghiệp cho các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh và cũng như cấp nước tưới cho hơn 58.000 hecta đất nông nghiệp ở các địa phương này. Vậy mà chỉ trong buổi sáng một ngày đầu tháng 6 đã có khá nhiều xe ô tô tải hàng nặng chở đất mang biển kiểm soát các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh hoạt động rầm rộ nơi đây mà không có sự quản lý giám sát của cơ quan chức năng. Tình trạng xe có tải trọng lớn đang chạy qua đập thủy lợi Phước Hòa như hiện nay rất cần sự vào cuộc của ngành chức năng để chấn chỉnh, đảm bảo an toàn cho đập, tránh hư hại công trình. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV9 và HTV7. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.